Thằng quá, lấy dây treo cổ lên nóc nhà chết luôn. Quý vị thử tưởng tượng cái cảnh nó ra thì nó sẽ hậu quả nghiêm trọng như thế nào. Mình nói xấu người khác dẫn đến hậu quả nghiêm trọng người khác. Tuổi thằng tự tử chết như vậy nó sẽ như sao? Quý vị và các bạn đã nghe thấy gì chưa? Ông Hận ông có nói rằng là vu khống cho ông Hận đấy. Là hiện tại như cái YouTube của Hoàng Sáu TV ấy, là đang phân tích và bóc tách cái sự việc của Hận. Và đang gọi là đang phê bày cái sự thật là ông này đi lừa đảo. Thì ông này nói rằng là nói xấu như vậy ông ấy tự tử thì sao? Đúng không? Nói xấu ông ấy là ông ấy sẽ treo cổ rồi thắt cổ tự tử. Bởi vì là cái ý đồ xấu như vậy. Vậy thì em hỏi mọi người rằng là ông này đi nói xấu là em gái của ông Hận này là làm đĩ. Thì em gái ông ấy nhảy cầu thì sao? Rồi nói xấu bố mẹ nhảy sông chết thì sao? Tại sao lại không nói, tại sao không nghĩ được như vậy? Chỉ nghĩ được là người ta nói xấu mình ấy là mình là sẽ bị uất ức treo cổ tự tử. Nhưng mà mình không nghĩ được là mình đi làm nhục bố mẹ mình, đi làm nhục em gái mình, làm nhục em trai mình, đi vu khống xúc phạm như vậy thì người ta sẽ nghĩ như thế nào. Rồi tiếp tục cho quý vị và các bạn cùng nghe thêm cái đoạn nữa rồi em sẽ phân tích sau. Anh bình luận và cắt ghép nói như đúng rồi vậy đó. Thì không hiểu làm sao mà có nhiều quý vị khán giả cộng đồng mạng lại tin vào lời nói của vô lý vô cớ như thế mà bình luận là xúc phạm chửi Hận rất là nhiều. Thì bây giờ Hận đang là rất vất vả để nuôi mấy đứa con nhỏ. Tại sao không cho Hận một cái lời động viên khích lệ để mà Hận làm có động lực để nuôi các con, mà để lên là bình luận xấu trái chiều, nghe tin là kẻ xấu, những lời vu khống đó mà để mà chửi Hận như thế. Và hiện tại thì anh Hận có nói rằng là anh Hận đang nuôi con á, rất là vất vả. Cho anh Hận là một lời động viên và đừng có nói xấu anh ấy nữa. Và những cái kênh YouTube nào mà đang bóc trần cái sự thật về anh Hận năm con này này, đấy là những kênh YouTube xấu. Vậy thì anh Hận này cho em hỏi một câu, như thế nào thì được gọi là YouTube xấu và như thế nào thì được gọi là YouTube đẹp, YouTube tốt? YouTube xấu là đi phân tích cái sự thật, quý vị nhá. Bởi vì tại sao mà ông Hận này lại nói là YouTube xấu? Bởi vì YouTube xấu ấy là đang không ủng hộ ông ấy đi lừa đảo. Kênh YouTube nào mà hiện tại mà cứ lên phân tích bóc trần sự thật, đúng không, là ông ấy nói gọi là YouTube xấu. Nếu mà YouTube của bọn em mà là YouTube xấu ấy thì bố mẹ anh Hận cũng xấu. Bởi vì anh Hận có nói đúng đâu, anh Hận nói sai thì anh Hận đã lừa đảo, anh Hận đã nói xấu bố mẹ mình, đã nói xấu em gái mình, nói xấu em trai mình đi đập đá hút chích, thì người ta phân tích như vậy là đúng. Vậy thì anh nói rằng là kênh YouTube mà bóc bãi sự thật ấy là YouTube xấu, vậy thì bố mẹ của anh cũng xấu, em gái của em của anh Hận này cũng xấu và em trai của ông này cũng hút đá, đúng không? Còn người ta ở đây là nếu mà người ta là xấu thì tại sao ông phải về quê xin lỗi bố mẹ, đúng không? Về quê xin lỗi bố mẹ thế hóa ra là ông này là không có được, không có nói sai hay sao, đúng không? Rồi là ông nói là nuôi con rất là vất vả. Em không thấy là vất vả ở chỗ nào, vất vả ở đâu? Quay phim ấy là cứ hai đứa con bế hai bên, trong khi đó giường có không chịu bỏ xuống, đúng không? Cứ lúc nào cũng bồng bế hai đứa để cho mọi người thấy là rất là vất vả. Rồi tiếp theo đi bán dừa, rồi ngày thì ra bán dừa rồi về, bốn đứa con thì Mạnh Thường Quân xin tiền, đi xin tiền của Mạnh Thường Quân để gửi tiền cho, mà nói là vất vả lắm. Và nói là nếu mà ai nói xấu ông này là nói xấu người khác, làm người khác là sẽ tự tử và suy nghĩ rất là kiểu là sốc. Thì em hỏi mọi người là người ta nói xấu anh thì anh đòi là tự tử, nhưng mà khi mà anh nói xấu bố mẹ anh ấy thì anh lại không nghĩ. Một con người mà chỉ đặt mình lên cao, đúng không, lúc nào cũng mình, chúng ta phải nói rằng là vì sao là những cái YouTube hiện tại ấy là đi bóc trần cái sự việc này. Không phải người ta vu khống anh đâu, em nói thật đấy. Ví dụ như người ta mà vu khống cho anh ấy là phải hàng 1.000 người, là 1.000 người vào chửi. Tại sao người ta vu khống anh mà người ta lại vẫn là ủng hộ? Bởi vì người ta biết được sự thật. Đây là cái cân của bọn em là không có thích cái kiểu là ở đây là đi lừa đảo Mạnh Thường Quân, đúng không? Chúng ta đang phân tích cái sự thật. Nên là ở đây ông Hận ông ấy nói rằng là YouTube nào mà phân tích ông ấy là bóc trần sự thật của ông ấy, là ông ấy nói là YouTube xấu. YouTube xấu có nghĩa là bố mẹ của ông ấy cũng xấu luôn. Đúng quý vị, về quê quỳ xin lỗi bố mẹ để gọi là vì tiền mà bán rẻ cái lương tâm, bán rẻ cái nhân cách, vì tiền mà có thể nói là bất hiếu với cha mẹ, đúng không? Rồi là nói em gái đi làm đĩ. Thực sự em nói mọi người đã nhục mạ người khác như vậy, không chỉ nói một lời xin lỗi là xong. Đó, một con người mà gọi là bất nhân, bất nghĩa, bất hiếu như vậy mà làm sao mà chúng ta có thể nói là một từ tha thứ được đến bây giờ, đúng không? Đến bây giờ thì lại lên trên mạng để nói rằng là không quan tâm những cái lời người ta nói, người ta đang nói xấu mình, kênh YouTube xấu.
trước khi mình nói người ta xấu, mình phải xem lại bản thân mình đã tốt hay chưa, đúng không? Rồi là bây giờ em nói với tất cả quý vị và các bạn nhé, bây giờ ấy, ông này đang vẽ ra một kịch bản, một diễn viên đóng rất là tốt, bởi vì là những cái kênh YouTube đã ủng hộ ông là ông sẽ nói ghê lắm, suốt ngày là bồng bế con đi bán dừa ghê lắm, đúng không? Nhưng ở đây á, là cái mở kịch này á, thì đã bị loại lộ tất cả, chỉ còn duy nhất một nhân tố, đó chính là Nhàn. Nếu như bây giờ á, Mạnh Thường Quân mà phát hiện ra ấy, là Nhàn thực ra là không phải đi theo trai, mà Nhàn đã gọi là đi trốn ở một cái nơi nào đó để cho ông Hận này diễn, thì quý vị thử nghĩ xem là sẽ như thế nào, đúng không? Em nói mọi người á, nếu như mà vợ bỏ đi theo trai á, ông này không có lên trên mạng để cười vui vẻ hớn hở như vậy đâu, không có đi nhắn tin với gái rồi là gạ tình đến nhà rồi là nếu như mà có thiếu thì 5-10 triệu thì anh sẽ chuyển cho em đâu quý vị. Đó, nên em nói với tất cả quý vị và các bạn rằng là trong cái sự việc này á, bây giờ ông Hận này này, ông ấy vẫn đang lăng lòe Mạnh Thường Quân, đang lòe rất nhiều người mà gọi là chưa biết sự thật. Nên là bọn em nên bóc vẽ thì ông nói rằng là bọn em đấy là nên khủng bố tinh thần, đúng không? Nó giúp xấu. Không khác gì là nói chính bố mẹ mình là xấu. Bởi vì nếu như mình đúng thì tội gì mình phải về để quỳ xin bố mẹ mình, mà không phải là xin cái đó là những cái lỗi lầm trước kia, mà chính cái lỗi lầm bây giờ là nói là ông bà nội đi ăn trộm vàng của cháu, đúng không? Rồi nói xấu em gái đi làm đĩ, có hay không? Vậy là trước khi anh nói ra những cái lời mà anh nói rằng là người ta nói xấu mình thì mình sẽ thế này thế kia, uất ức ấy, thì mình có nghĩ được là nếu như ông mà nói như vậy thì có nghĩa là bố mẹ ông, anh chị, em gái nhà ông đã ra đi rồi không? Đúng không? Nên là em nói với mọi người á, làm đúng, chỉ cần mình làm đúng thì xã hội họ sẽ nhận ra. Còn mình làm sai thì dù mình có nói gì thì nó vẫn sai. Đó, em nói với mọi người là như vậy. Con người thật ấy, người ta không phải nói nhiều, nói ít, nhưng mà người ta hiểu, người ta tự cảm nhận được là con người ta nói nó như thế nào. Em nói với mọi người á, cái con người mà xảo trá, gian manh, lừa lọc ấy, thì có dấu đằng trời cũng sẽ bị bóc tách thôi. Rồi là nói với em là một kênh YouTube ở đây là đi không đi làm việc tốt, mà lại cứ lên trên đây để đố kỵ với ông Hận này, thì em nói mọi người tại sao chúng em phải làm như vậy. Bởi vì làm như vậy để làm trong sạch cái xã hội này, không để cho Mạnh Thường Quân họ đi trao tiền nhầm nơi, giúp nhầm chỗ. Bởi vì ngoài kia còn hàng triệu người, người ta đang khó khăn, ở những cái mảnh đời họ bất hạnh, ở những cái vùng cao họ đâu có cơm ăn áo mặc đâu. Còn ông thì xài cái đồ hiệu, cái nón thì mấy triệu, đồ thì mấy triệu, mà nói là cực khổ lắm. Mọi người bảo là ông Hận này bây giờ đang cực khổ, lại hỏi cực khổ ở chỗ nào, đúng không? Rồi Phượng Anh ấy thì không để cho ông bà nội nuôi, bởi vì nếu để ông bà nội nuôi thì tiền ở đâu mà rót về nữa, đúng không? Nếu như mà Phượng Anh, em nói với mọi người nhé, nếu như ông này dám để Phượng Anh ở nhà ông bà nội ha, thì chúng ta sẽ gọi là tạm tin được một chút. Nhưng mà ở đây là ông này vẫn cố nài néo theo Phượng Anh để làm gì? Để tiền họ sẽ rót về và sẽ gọi là tiếp tục hành hạ tra tấn. Thế mọi người thử nghĩ xem đi, cái lời ông bà nội nói là tra tấn chính cái người con gái của mình. Hận có lời xin lỗi đến con gái mình chưa? Hận có xin lỗi con gái mình chưa? Rồi Hận đã làm cái việc gì để cho con gái mình cảm thấy được bao bọc, được yêu thương chưa? Có xứng đáng là một con người được có một cái tuổi thơ được như người ta chưa? Con gái mình đã đi học, bắt về để nuôi con mình đẻ ra. Em nói với mọi người tại sao con mình tự đẻ ra mà lại đi kêu khổ với người ta trời? Vậy thì lúc đó, lúc mà trèo lên bụng vợ ấy, tại sao không kéo mời mấy anh hàng xóm qua luôn, đỡ phải kêu khổ, đúng không? Cái lúc mà trèo lên bụng vợ sao không kêu, đúng không? 4-5 đứa con, đẻ 4-5 đứa con rồi bây giờ lại kêu khổ lắm, nuôi con khổ lắm. Ai bắt ông đẻ? Ông hàng xóm ông bắt ông là trèo lên à, đúng không? Nên là em nói mọi người là mình đẻ được, mình phải nuôi được, mình phải chịu được, không ai bắt mình đẻ hết. Rồi bây giờ nuôi 4-5 đứa con ra, cái lúc nào cũng bế bồng 3-4 đứa ôm vây quanh, giống như kiểu vất vả lắm rồi sao? Quay xong clip rồi ôi mỏi tay quá, tại sao ông để xuống giường đi, đúng không? Cái đó ai cũng biết hết, tại sao ông phải diễn làm chi vậy? Nên em nói mọi người là bây giờ cái sự thật này nó đang dần được bóc trần rồi. Nhưng bây giờ em nói mọi người là Nhàn ấy vẫn đang trốn rất là kỹ, mà trốn kỹ ở đây là với cái cộng đồng mạng thôi. Còn lại ông Hận này với mẹ của Hận chắc chắn là đang biết cái điều này, đúng không mọi người? Bởi vì là mẹ của Nhàn ấy là cái người gọi là sẽ biết rõ thông tin về con gái mình. Bởi vì lúc ra đi Nhàn vẫn được nghe câu nói ở đây là gọi về là ông này đánh đập ghê lắm nhưng vẫn liên lạc. Không thể nào có cái chuyện như ông này nói là bị bán lấy nội tạng rồi là đi vào động gái rồi là Nhàn lại chuyên đi đập đá đâu quý vị. Tại sao mình cứ đi làm nhục và nói xấu người khác như vậy? Đúng không? Một người gọi là nam nhi đại trượng phu mà phải đi nói xấu chính bố mẹ của mình, nói xấu chính em gái, anh em ruột của mình, thì quý vị thử nghĩ xem là còn cái gì gọi là
không còn cái gì nhân cách của một con người nữa quý vị. Không còn danh dự nữa. Đừng, bây giờ đừng nói có danh dự. Ông không còn danh dự nữa. Bởi vì ông dám nói xấu vu khống cho những người thân trong gia đình, bố mẹ mình thì còn gì danh dự nữa đâu. Nên em nói với tất cả mọi người rằng cái câu chuyện của ông Hận năm con này này vẫn sẽ chưa dừng lại. Bởi vì khi nào chúng ta biết rõ được cái sự thật ở đây để không có người bị lừa nữa thì sẽ dừng lại. Bởi vì quý vị thử nghĩ xem đi, bây giờ vẫn còn nhiều người vẫn tin là ông này đã quay về xin lỗi bố mẹ rồi, là ông này đã quay đầu là bờ rất là tự tận đáy lòng. Không có đâu quý vị. Ông này vẫn nói mà, tôi có sai gì đâu mà phải xin lỗi. Rồi là do anh em YouTuber là bảo nhiều quá nên là vẫn phải về xin lỗi thôi. Về xin lỗi để làm gì? Để thoát cái mức án tù, tù giam. Rồi là thêm nữa là được tiền từ Mạnh Thường Quân, người ta hỗ trợ, người ta rót về. Vậy là ông này cứ ở nhà rồi là ngồi bát ăn bát vàng, đúng không? Cứ bồng bế mấy đứa con lên trên mạng để kêu cầu xin. Một cái nỗi nhục lớn nhất của một người đàn ông ấy, ha, là ở đây đi lấy chính những đứa con của mình đẻ ra để đi cầu xin người khác giúp đỡ cho mình. Mà nhục nhã nhất ở đây là có thể nói là đi nói xấu cả bố mẹ mình để kiếm được tiền, lấy chính con của mình ra để lấy tiền để cho mình ăn tiêu. Một con người như vậy thì em nói mọi người là trời không dung đất không tha, đúng không? Ác độc quá. Thà có thể nói lừa lọc cả xã hội này, nhưng mà đừng lừa lọc con mình. Đừng có lừa lọc bố mẹ mình. Đừng có bắt con mình phải nói dối. Em nói mọi người á, Phượng Anh ấy, bây giờ quý vị biết không, Phượng Anh chỉ là một đứa trẻ thôi. Nó giống như là một tờ giấy trắng vậy á. Bây giờ ông này vẽ cái gì lên ấy thì nó sau này sẽ phát triển như thế. Bây giờ nó mới nhỏ như vậy mà đã bắt nó nói xấu ông bà nội mình, nói xấu mẹ mình rồi. Quý vị có thấy ai mà nó huấn luyện đến mức độ mà con gái mình đi nói xấu chính mẹ ruột của mình không? Rồi là quý vị thử nghĩ xem, Phượng Anh ấy là một đứa nhỏ rất thông minh, lanh lợi. Khi ở với ông bà nội rồi đi học đàng hoàng. Nhưng mà khi ở với với ông Hận này ấy, thì ông này thì lại là dạy con mình những cái tốt đẹp nó không thấy. Dạy con mình đi nói xạo, đi lừa đảo. Dạy con mình là phải nói xấu mẹ mình. Dạy con mình phải nên nói xấu ông bà nội của mình. Thì quý vị thử nghĩ xem là một con người mà mới có nhỏ mà đã được huấn luyện như vậy rồi thì sau này sẽ thành gì? Quý vị biết không? Nên là em nói mọi người á, cái bây giờ chúng ta phải cần quan tâm nhất là những đứa trẻ này phải được, thứ nhất là Phượng Anh phải về với ông bà nội, và những đứa con này phải được giáo dục, ăn học đàng hoàng. Chứ ở với ông Hận này sau này sẽ thành lừa đảo, trộm cắp hết. Nên là em nói mọi người là sự việc hiện nay á, dần dần sẽ được phơi bày thôi. Rồi ông này có lên trên mạng nói rằng là YouTube xấu thì cũng được, bởi vì YouTube xấu là bởi vì là không ủng hộ ông lừa đảo, đúng không? YouTube xấu là không ủng hộ ông lừa đảo, phân tích sự thật thì gọi là YouTube xấu. Còn kênh nào mà ủng hộ cho ông, đúng không, cho ông ấy là cứ bán dừa quay cho ông thì đấy là YouTube tốt đó. Nên em nói với tất cả quý vị các bạn rằng là cái kim trong bạc lông này cũng sẽ dòi ra thôi. Khán giả người ta không có mù, đúng không? Người ta rất thông minh, người ta cho mình tiền được thì người ta cũng biết sự thật đâu là sự thật. Có rất nhiều quý vị khán giả đã từng chuyển tiền cho ông Hận này và nói với em là trước đây chị rất là thương mấy đứa nhỏ này, chị không biết chuyển cho ông 2-3 triệu, nhưng mà bây giờ chị mới thấy mình quá sai lầm, mình đã tin người quá. Nhìn cái mặt bây giờ là không dám nhìn bởi vì nó gian xảo quá, quý vị thấy không? Người ta không phải người ta không biết đâu, người ta biết đấy, nhưng mà người ta sẽ để trong lòng, người ta sẽ không nói với anh đâu, nhưng người ta nói với người khác. Rồi là con người của anh nó có đáng là một thằng đàn ông có danh dự hay không, có nhân phẩm hay không? Bởi vì anh đã gọi là đi nói xấu cả bố mẹ mình, cầm dao chém mẹ mình thì còn gì để nói nữa đâu, đúng không? Cái nhân cách không bằng một con người đấy rồi, đúng không? Nên là em cũng sẽ cố gắng để có thể là bóc trần sự việc này, sẽ truy tìm, bọn em hiện tại vẫn đang truy tìm giáo diết xem nhàn ở đâu để sẽ làm rõ sự thật. Bởi vì nếu như mà để lâu, ông này sẽ bảo nhàn rằng là sẽ diễn được kịch bản là về sẽ nói là bỏ đi theo thằng này thằng kia, rồi là ông này đi bắt được, rồi quyết kết thúc lại là chúng ta sẽ tiếp tục bị lừa. Bởi vì ông này đã diễn được cái cảnh là về quê xin được bố mẹ mình, cầu xin khóc lóc được rồi, thì cái cảnh mà nhàn quay về ông này đi bắt được nhàn thì cũng diễn được thôi. Ông này cứ giả bộ là mấy thằng kia là tát cho 2 cái rồi là đi bắt về là xong, rồi là nhàn trốn đi theo trai bắt được, rồi chúng ta sẽ tiếp tục để bị cuốn vào cái vòng lừa của ông, đúng không? Chúng ta phải sáng suốt, không thể nào mà bị lừa được. Nên em nói với tất cả mọi người là sự việc này sẽ không dừng lại đâu, em sẽ tiếp tục thanh phủ cái sự thật này. Rất là mong quý vị khán giả sẽ ủng hộ. Ai biết cái thông tin về cái việc là nhàn đang ở đâu hay là ở gần chỗ ông Hận này và từng tiếp xúc và có thể nói là biết cái thông tin nào đó liên quan, thì quý vị khán giả có thể liên hệ trực tiếp với Hoàng Sáng TV qua số điện thoại trên màn hình này, hay có thể là nhắn tin để em sẽ trả lời và sẽ tiếp tục là cập nhật để phanh phu sự thật này, để cho khán giả trong và ngoài nước sẽ biết cái sự thật này. Và em chào tất cả quý vị nha. Chào tất cả mọi người nha.